Nhà Đen Channel. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ cầm phiếu 200.000 vào cấp mát mua đồ để tổ chức sinh nhật cho mình nha. Đi thôi. Giờ chúng ta sẽ lấy một quả trứng cút nha. Kéo nhẹ thôi coi nhân bể. Anh kia. Cái này với cái này nhau chọn cái nào? Chọn cái này hả? Em chọn cái này cũng được. Cầm qua đào được không? Bỏ vô. Thấy coi chừng bỏ trứng. Đi tiếp thôi. Rồi mình sẽ lấy thêm cái này nha các bạn. Wow. Chúng ta sẽ đi tiếp. Giờ mình sẽ đi mua rau nha. Rau đâu? Này nó bị móc rồi, là người ta lựa nè, móc người ta lận. Ủa mở ra. Bởi vô. Đi thẳng lên. Đi xuống đây nha. Giờ mình sẽ lấy phô mai, mai loại sandwich để kẹp bánh sandwich nha. Nha đi. Xách đi. Đi. Đi.
Thank you. Sẽ tính xem tất cả này bao nhiêu nha. Cà chua là 6, hộp cà chua là 5.000, 31, dạ 31, 31 phần 9, 40, 90.000. Xúc xích 22, hạt cũng 22 là 4, 30 cộng 4, 4 là 74. Phô mai này, 51.74, mình cộng cho 51 là 50.000, còn lại mình sẽ đi mua nước nha. Mua đồ đấy.